Hi Pencil Studio. Hello các bạn, các bạn đã sẵn sàng để quay trở lại với những câu chuyện thú vị của Vàng chưa? Sáng nay Vàng ngủ dậy á các bạn, sau Vàng thấy thời tiết hơi lên lạnh một xíu, xong rồi Vàng rất là bất ngờ, Vàng nói ổ, bây giờ là mùa xuân mà tại sao lại có những cái thời tiết lạnh lạnh như vậy? Như vậy là đâu có được, nhưng đâu phải mùa đông đâu. Xong rồi cái Vàng mới hỏi các anh á, xong rồi các anh nói với Vàng, à đây là rét nàng bông đó các bạn. Rồi xong rồi Vàng đang đi lên tìm hiểu, ủa rét nàng bông là sao, và cuối cùng thì ra là nó có cả một câu chuyện hay ơi là hay luôn á. Nên là Vàng đã quyết định chọn câu chuyện rét nàng bông để kể cùng các bạn trong ngày hôm nay. Nói về rét nàng bông thì trước hết chúng ta sẽ nói về nàng bông cái đã. Có một cô gái tên là Bân. Nàng Bân rất là hiền lành, lại đức độ nữa, là một người con gái chịu thương và chịu khó, vô cùng tỉ mỉ luôn. Cái này thì Vàng thấy cũng giống em Vàng. Nàng Bân không bao giờ cho phép mình được qua loa hay đại khái trong bất cứ một công việc gì. Có nghĩa là nàng Bân là một người vô cùng tỉ mỉ luôn á các bạn. Và cũng bởi vì nàng quá thận trọng và cẩn thận á, nên là làm việc gì cũng chậm hơn người khác hết trơn. Đến khi nàng Bân vào tuổi cặp kê. Các bạn có biết tuổi cặp kê là gì không? Hôm bữa Vàng cũng không biết, xong Vàng phải đi hỏi các anh á. Các anh bút chì nói với Vàng tuổi cặp kê có nghĩa là tuổi đi lấy chồng á các bạn. Có nghĩa là nàng Bân đã đến tuổi đi lấy chồng, thì nàng được gả vào đúng mùa đông, lúc mà chuyện gặt hái vừa kết thúc á các bạn. Vì thấy chồng của mình thiếu áo ấm, mà mùa đông đã đến rồi, những cơn gió lạnh như cắt da cắt thịt. Vậy mà bây giờ chồng của mình chẳng có áo ấm để mặc. Vì thế, vì nàng là một người vợ yêu thương chồng mình, là một người vợ đảm đang khéo léo, nên là nàng Bân đã quyết định may tặng cho chồng mình một chiếc áo ấm. Và nàng đặt hết tâm trí của mình vào công việc luôn. Vì thế nên từng mũi đan lại tựa như những lời ca ngọt ngào xuất phát từ trong tâm hồn á các bạn. Và nàng đan những mũi chỉ vô cùng tỉ mỉ luôn. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. Giống như Vàng đã kể với các bạn á, nàng Bân làm cái gì cũng tỉ mỉ, nên lúc nào cũng chậm chạp hơn người ta hết trơn. Vì vậy chuyện nàng may cái áo cũng vậy, thấm thoát đã 3 tháng trời trôi qua. Người ta có câu rằng nàng Bân đan áo cho chồng đan 3 tháng ròng mới được cái cổ tay. Vậy là nàng Bân đan tới 3 tháng mà chỉ mới được xong cái cổ tay thôi á các bạn. Và khi tháng giêng tháng 2 tới rồi lại đi, kể cho ở ngoài kia mưa dầm rồi đến những đợt rét buốt, nhưng mà cái áo thì vẫn chưa xong. Nàng vẫn cứ chăm chỉ một lần ngồi đan, và cuối cùng thì chiếc áo ấm đã hoàn thành. Nhưng các bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Bây giờ đã là tháng 3 rồi, có nghĩa là đã trôi qua mùa đông rồi, cũng hết những đợt rét buốt, nắng đã hửng lên rồi. Thì lúc này nàng mới may áo xong. Bao nhiêu công sức của nàng bỏ vô chiếc áo, tự nhiên bây giờ may xong thì lại không còn rét buốt để sử dụng nữa. Và nàng cảm thấy là tất cả tâm huyết mà mình bỏ ra bây giờ thật là vô nghĩa. Và nàng đã bắt đầu khóc vì cảm thấy tủi thân. Nàng bắt đầu khóc mỗi lúc khóc nức nở, giống như là lúc Vàng bị mấy anh ăn hiếp vậy á. Khóc nức nở. Tiếng khóc của nàng Bân não nề và ai oán, khiến cho ai cũng cảm thấy tận cùng của xót thương và tuyệt vọng đó các bạn. Ngọc Hoàng ở trên trời cao, một ngày nọ vô tình nghe được những tiếng khóc của nàng Bân từ đâu vọng tới. Người đã cử những quan thần của mình xuống dưới trần gian để tìm hiểu tại sao mà nàng Bân lại khóc thảm thương tới như vậy. Và Ngọc Hoàng đã sai Nam Tà và Bắt Đẩu đi âm thầm điều tra ngọn ngành mọi chuyện. Và sau khi nghe kể lại toàn bộ thì người đã trầm ngâm hồi lâu, và cuối cùng
hoàng thượng ở trên trời cao đã quyết định rằng ở cõi trần có rất nhiều những người phụ nữ như nàng Bân, lúc nào cũng chung thủy lo cho chồng, cho con hết trái tim của mình luôn, giống như cách mà nàng Bân đã đặt tất cả những tâm huyết của mình vào chiếc áo ấm may cho chồng, chỉ mong là chồng không bị những đợt giá rét tấn công đó các bạn. Và họ còn phải lo từng bữa ăn nè, cái mặt nè, bao nhiêu là nghĩa vụ đối với chồng con, những người luôn thương yêu độ lượng, nhẫn nhục và chăm chỉ như là nàng Bân hoàn toàn xứng đáng có được sự công nhận và yêu thương từ mọi người. Nhưng mà bây giờ thì lại qua mất đợt để sử dụng chiếc áo rét. Và Ngọc Hàn đã quyết định rằng nay ta ban lệnh cho cõi trần, vào đầu tháng 3 hàng năm thì sẽ rét lạnh vài ngày. Như vậy thì những người phụ nữ đầy lòng vị tha giống như nàng Bân, dù có đang áo ấm cho chồng ngủ một chút thì cũng sẽ được ấm lòng, vì khi áo đã đan xong thì nhất định sẽ phải mặc thử. Tuy nhiên thì Nam Tào và Bắc Đậu hãy nhớ chỉ rét ngắn ngắn vừa vừa thôi nha. Và các bạn biết không, như vậy là Ngọc Hoàng đã quyết định vào đầu tháng 3 sẽ cho rét vài ngày vì nàng Bân đang chiếc áo bị muộn. Và như vậy thì chồng của nàng Bân sẽ vẫn thử được chiếc áo bởi vì có vài ngày rét đó các bạn. Nhưng mà sau khi nghe Ngọc Hoàng công bố quyết định này thì Nam Tào và Bắc Đẩu lại không đồng ý. Họ trầm ngâm một hồi lâu, lúc sau mới đủ dũng khí để nói: muôn tôn Ngọc Hoàng thượng đế, nếu ngài ban lệnh này thì e rằng sẽ không được công bằng cho lắm. Chẳng lẽ vì một vài người mà khiến cho tất cả mọi người phải chịu thêm một đợt rét lạnh hay sao? Ngọc Hoàng liền vẫy tay và sau đó mới ôn tồn giải thích rằng: ta biết, chuyện này ta biết chứ, nhưng mà ta đã cân nhắc hết sức kỹ càng. Tính kiên trì và lòng tốt lúc nào cũng xứng đáng được hoan nghênh và tôn trọng, và cả được khen thưởng nữa. Các khanh đã từng bẩm với ta rằng ở dưới trần gian có rất nhiều người làm những việc vừa dối trá nè, cẩu thả nè, có khi là xấu xa và độc ác nữa, nhưng mà người ta vẫn làm. Người ta vì cái lợi trước mắt chẳng chịu kiên trì, cứ muốn kiếm thật là nhiều tiền bằng một cách nhanh chóng, nên lúc nào cũng làm những điều sai quấy, vậy mà người ta vẫn không nhận ra. Vì vậy nên quyết định của ta ngày hôm nay còn là để nhắc nhở tất cả mọi người, trong tất cả mọi công việc hãy kiên trì, và chỉ có khi nào kiên trì thì mới nhận lại được những phần thưởng xứng đáng mà thôi. Cho dù là những chuyện nhỏ, nhưng nếu chúng ta là gian dối, qua la thì cũng không được. Vì vậy ta muốn ban lệnh này để nhắc nhở cho tất cả mọi người cùng biết. Đến lúc này thì Nam Tào và Bắc Đẩu mới nhận ra được những ý đồ sâu xa mà Ngọc Hoàng đã gửi gắm ở trong lệnh này á các bạn. Và từ đó trở đi thì ai cũng thấy Ngọc Hoàng thật là chí lý và sáng suốt. Kể từ đó hai vị thần thường xuyên nhắc nhở những thần gió, thần mưa mỗi năm vào đầu tháng 3 sẽ cho một xíu đợt không khí lạnh để nhắc nhở cho mọi người về điều mà Thượng Đế muốn. Tuy nhiên là không được cho rét quá đà. Nhưng mà các bạn biết không, vẫn có mỗi năm á, vẫn có một vài đợt rét á, kéo dài lâu hơn bình thường, với lại lạnh ơi là lạnh á. Các bạn có biết tại sao không? Đó là do các thần của mình á, hơi chảnh mảng một tẹo đó mà. Và từ đó cũng thành lệ, khoảng tháng 3 hàng năm, dù là mùa rét đã hết rồi, mùa nóng đang tới, nhưng có lúc thì trời sẽ trở rét mấy ngày, và mọi người cũng quen gọi đợt rét ấy là rét nàng Bân. Và tục ngữ cũng có câu rằng: tháng giêng rét dài, tháng 2 rét lộc, tháng 3 rét nàng Bân, cũng là lý do trên đó các bạn. Yeah! Wow, như vậy là các bạn đã hiểu được như thế nào là rét nàng Bân chưa? Không ngờ là tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta đều có sự tích riêng này, hay là những câu chuyện rất là hay đúng không các bạn? Mà nếu như chúng ta không tìm hiểu sẽ không bao giờ biết được. Mà nếu như mà các bạn á, không có thời gian để đọc chuyện thì có thể theo dõi series Yên Vàng Kể Chuyện để có thể biết được nhiều câu chuyện hay hơn và thú vị hơn nha. Để coi. Các bạn ơi, bây giờ Vàng có một câu hỏi nhỏ dành cho các bạn, và bạn nào trả lời đúng và may mắn thì sẽ nhận được quà từ Vàng. Đó chính là khi Ngọc Hoàng
nghe tiếng khóc từ trần gian thì Ngọc Hoàng đã sai hai vị thần nào để đi xuống trần gian tìm hiểu. Một là Nam Tào và thần gió, hai là Bắc Đẩu và thần mưa, ba là Nam Tào và Bắc Đẩu. Đó mới là câu trả lời chính xác. Các bạn hãy để lại comment ở bên dưới cho Vàng biết nha. Vàng rất là mong đợi các comment của các bạn á. Với lại các câu chuyện nào hay á thì các bạn cũng hãy kể cho Vàng nghe nha. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.